Tuần thi đấu vừa qua chứng kiến một SPTC ngã ngựa liên tiếp 2 trận với nhiều lục đục nội bộ. Bên cạnh đó, Gam lại càng bứt phá hơn trên bước đường về đích. Ngoài ra, bầy trâu đỏ Buffalo cũng có dấu hiệu chững lại. Tuần áp chót này phần nào đã cho khán giả nhìn rõ về cục diện mà xếp hạng. Sau đây hãy cùng cảm thấy thao điểm qua các cặp trận đáng chú ý. Saigon Buffalo vs The Sky. SGB tuần vừa qua kỳ vọng sẽ chặn đứng chuỗi thăng hoa của Gam, bởi hiện tại chỉ còn bầy trâu trẻ mới thể hiện được bản lĩnh macro so kèo với đoạn quần áo vàng đen. Thực tế, Saigon Buffalo đã gây ra không ít khó dễ cho Gam khi các học trò của ngài Ren đã kéo dài trận đấu đến ván thứ 3. Đường dưới RB trong một ngày được ban huấn luyện tin tưởng cũng đã cho thấy giá trị. Dù vậy, từng đó là chưa đủ để hạ gục nhà đương kim Á quân. Suất tham dự top 4 của SGB vẫn đang thênh thang bởi những đối thủ trong chặng đường còn lại khá nhẹ ký. Đối đầu với một VTS đang nỗ lực trụ hạng, họ hoàn toàn có thể đưa ra những thử nghiệm mới hoặc giấu bài để chuẩn bị cho giai đoạn playoff. VTS sau 2 trận thắng liên tiếp trước SPTC và Luxury đã được Cerberus cho trở về mặt đất. Cơ hội trụ hạng của đội tuyển này đang rộng mở bởi họ đang sở hữu 3 trận thắng và còn thi đấu ít hơn Flash một trận. Với tâm lý thoải mái như hiện tại, Bigoro cùng các đồng đội hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước SGB, Glory, Riot vẫn đang thi đấu rất sáng. Họ có đủ sức để làm khó một đối thủ, cộng hưởng với kinh nghiệm của xạ thủ Coi, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điều không tưởng trong những trận đấu còn lại. G-Media Luxury, Team Secret. Luxury hiện tại đã gần như nắm chắc 90% khả năng phải thi đấu vòng thăng hạng, và các đối thủ còn lại của họ gồm Secret, Gam, SPTC và SGB. Cơ hội thắng của đoàn quân Ba Mỹ rất hẹp bởi bốn cái tên trên đây đều là những đối thủ trên cơ. Phải thừa nhận rằng tố chất của các tuyển thủ Luxury là có, điển hình như Kem Ken. Dù là tuyển thủ chết nhiều nhất VCS hiện tại, nhưng khả năng đi đường của anh chàng này rất ổn. Những lần nằm xuống của Kem Ken chủ yếu đến từ việc anh bị cam rất nhiều. Các trận còn lại có thể xem như cơ hội để Luxury thử nghiệm nhiều chiến thuật để chuẩn bị cho tương lai. Còn việc gạt do Secret, hãy để mùa sau vậy. Secret hiện tại đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng họ đang theo ít hơn đội xếp trên là SPTC một trận. Và trước một đối thủ dễ sơi như Luxury, không có lý do gì khiến cho ở mật giáo bỏ rơi miếng mồi ngon. Trận thắng SPTC tuần trước, Hồ Lê Viện Hope đã mang đến một màu sắc mới mẻ bên Nagiya đường trên và xạ thủ trẻ SD thay thế Slater. Các trận đấu trong chặng đường còn lại, họ phải quyết tâm cho tấm vé vào top 4. Và thực tế, kể từ khi DNK Artifact có trong đội hình, chưa bao giờ họ không thể tham dự playoff. Trong hoàn cảnh SE đang gặp khủng hoảng về nội bộ, Artifact và các đồng đội cần phải chớp lấy thời cơ đáng giá này nếu không muốn kết thúc mùa giải sau giai đoạn vòng bảng. Flash, VTS. Lại là một trận chung kết ngược của giải đấu khi mà hai đội đang xếp lần lượt vị trí thứ 8 và thứ 6 trên bảng xếp hạng. Flash đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận, do vậy bằng mọi giá họ phải chiến thắng VTS để nuôi hy vọng trụ hạng thành công. Tuần vừa qua, Holloway Shark đã có pha nổ hũ 4 lần thứ 2. Trong khi đó, trận thua Cerberus cũng cho thấy sự khởi sáng đáng mừng của đội tuyển. Meliodas đã trở nên linh hoạt và chăm chỉ gan hơn trong những trận đấu đã qua. Divkit, Palette cũng thường xuyên di chuyển cùng nhau, tạo dựng nhiều lợi thế cho đội tuyển. Những tín hiệu tích cực đó là cơ sở để người hâm mộ tin vào một chiến thắng cho nhà đương kim vô địch. VTS hiện đang sở hữu 3 chiến thắng và chỉ cần một thắng lợi nữa thì khả năng trụ hạng của họ là rất cao. Ở lượt đi, VTS chính là đối thủ duy nhất để thua Flash, điều đó thật sự đáng tiếc. Và trong lần tái đấu này, một chiến thắng ngọt ngào qua đó đẩy đối thủ xuống vực thẳm là màn trả thù không thể nào ngọt ngào hơn. Dù vậy, trước một Flash đang có dấu hiệu hồi sinh, VTS cần phải cẩn trọng ở kèo đấu này. Secret, Cerberus. Chặng đường chinh phục vòng playoff của Secret vẫn còn đó một hòn đá tảng mang tên Cerberus. Tương quan lực lượng giữa hai đội gần như là tương đồng ở tất cả những vị trí. Có lẽ sự khác biệt chính là ở người đi rừng. Thành bại tại DNK và Su Hào, đó là trong trường hợp siêu tân binh Eagle vẫn chưa trở lại trong đội hình Cerberus. Mang đó xuống với Artemis và Slater hoặc SD rất đáng chú ý, và đây đều là những carry hạng nặng của cả hai. Khi mà ván đấu càng về cuối, màn trình diễn của vị trí này cực kỳ quan trọng bởi lượng sát thương gần như không thể đồng đếm. Màn trình diễn của Su Hào trong phần lớn mùa giải đã qua tuy không quá vượt trội nhưng ít nhất cũng dừng lại mức độ tròn vai. Đó là lý do tại sao Khuyến Vương Ba Đầu đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trước một Secret có thực lực, Cerberus có thể xem đây là một trận đấu thử sức mình trước khi bước vào giai đoạn playoff đầy căng thẳng. Hơn nữa, nếu tân binh Eagle quay lại, thực lực của CES càng tăng lên gấp bội. Cặp đấu này xứng đáng làm tâm điểm của tuần thi đấu thứ 8. SPTC, Saigon Buffalo. SPTC hiện tại là một SPTC khủng hoảng trầm trọng và nhiều khả năng Kim Kê sẽ out khỏi top 4. Những ý kiến đánh giá về nhận xét của cá nhân No Way về màn ban pick của thầy Quyền hoàn toàn chính xác. Và khi mà một tuyển thủ không thi đấu như No Way vẫn tỏ rõ bất mãn, thì có lẽ bất ổn đã lên đến đỉnh điểm. Ngay cả Demo và Celeb cũng tỏ ra bất lực với toàn đội, thậm chí Celebrity còn rời trận đấu dù ván đấu chưa kết thúc.
sự cố nằm trong trận đấu với Gam. Địa thậm chí còn cho biết anh sẵn sàng gia nhập một đội tuyển khác để thỏa niềm mong ước vô địch. Địa cũng sẵn sàng thi đấu không nhận lương. Dù có nhiều bất ổn, nhưng trước mắt cơ hội cho SPTC vẫn còn. Và trong tình thế này, các đàn em của thầy giáo Ba cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, đặc biệt là Zeros. Bởi nếu SE không được tham dự vòng playoff, đó sẽ là một điều cực kỳ đáng buồn cho một Dream Team có tên không có tuổi này. Tuy vậy, Sài Gòn Buffalo không phải là một đối thủ dễ ăn. Ở lượt đi, Bầy Trâu Đỏ đã hạ gục SE với tỷ số 2-1 đầy thuyết phục. Điều tương tự rất có thể sẽ xảy ra ở trận lượt về. Xét trên phương diện kỹ năng, các học trò của Ngà Rem chẳng hề thua kém đối phương. Hơn nữa, họ còn có một BJ cực kỳ tài năng ở khu vực rừng. Đó là điều mà SE nên lo ngại. Khả năng carry của Địa Mục cũng chẳng còn nguyên vẹn như ngày còn tại Gam. Các tướng pháp sư của anh lại không thực sự phát huy hiệu quả. Nhìn chung, cửa thắng của SGB khá cao, nhưng chúng ta làm sao biết được SE sẽ như thế nào khi các ngôi sao đều chạm đến lòng tự ái. Tất cả hãy cùng chờ đợi. Gam, Gmedia Luxury. Thực sự không có quá nhiều điều để bàn về cặp đấu này, bởi kết quả hầu như ai cũng đoán được. Khoảng cách giữa hai đội xếp đầu và cuối bảng xếp hạng xa như chiếc vô địch với SPTC vậy. Sự chênh lệch trình độ hoàn toàn được phơi bày trong trận lượt đi. Đây chỉ là màn dạo chơi của Gam nhằm mục đích birth MVP cho các thành viên, đặc biệt là Levi. Đó cũng có thể là một vài cơ hội ra sân cho Easy Love trong bối cảnh sắp tiến vào vòng playoff. Còn với Luxury, nếu họ được đặt ra là liệu Cam Ken sẽ nằm xuống bao nhiêu lần nữa mà thôi. Một vài thử nghiệm hoặc chiến thuật táo bạo là điều mà Luxury nên nghĩ đến trước khi bước vào vòng thăng hạng.